Thì như cô giáo đã giao nhiệm vụ cho các bạn ở các cái buổi trước, hôm nay chúng ta sẽ học chương truyện Hạnh Phúc của một Tăng Gia của tác giả Vũ Trọng Phụng. Thì chúng ta biết rằng là Vũ Trọng Phụng được coi là một ông vua phóng sự đất Bắc và ông là một đại diện tiêu biểu. Các bạn thấy đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Và không chỉ thành công ở thể loại phóng sự mà còn thành công ở thể loại tiểu thuyết, và có những tiểu thuyết được coi là kiệt tác, ví dụ như là tiểu thuyết Sông Tố, tiểu thuyết Số Đỏ. Tiểu thuyết sông Nếu như coi tiểu thuyết Sông Tố là một cuốn tiểu thuyết lớn thì tiểu thuyết Số Đỏ lại làm vẻ vang cho một nền văn học. Và tác phẩm Số Đỏ đã dựng lại khung cảnh của xã hội thành thị Việt Nam trước cách mạng tháng 8 1945. Và đó là một xã hội lố lăng, tổng hợp, chạy theo phong trào âu hóa. Và để hiểu rõ điều này thì hôm nay cô trò ta sẽ học chương truyện Hạnh Phúc của một Tăng Gia, trích trong tác phẩm Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Đoạn trích này chúng ta sẽ học trong 4 tiết. Hôm nay chúng ta học tiết 4, 6, 4, 7. Phần 1 là phần tìm hiểu chung. Trong phần tìm hiểu chung, các em sẽ phải hoàn thiện cho cô những nội dung sau ạ. Cô dừng một chút xem thầy cô nào đó. Dạ, cô chào lớp 11A2, xin chào cô Dung ạ. Xin chào cô Thịnh và các em học sinh 11A2 ạ. Và để hoàn thiện được nội dung này, phần 1 lớn tìm hiểu chung đó, thì cô cũng đã giao cho các em nhiệm vụ về nhà ở trong cái phiếu học tập thứ nhất, và cũng giới thiệu cho các em một cái đường link để vào xem cái video giới học liệu đấy về tác giả Vũ Trọng Phụng cũng như là cuộc đời sự nghiệp và là tiểu thuyết Số Đỏ đã trích Hạnh Phúc của Tăng Gia. Vậy thì bây giờ cô mời một bạn hoàn thiện phiếu học tập này cho cô. Chúng ta đã chuẩn bị ở nhà rồi và bây giờ chỉ có trình bày thôi. Bạn nào Phương không ạ? À, cô mời Phương Thảo nào. Phương Thảo trình bày bản Word hay là PowerPoint em nhỉ? Ừ, cô là em nộp bài cô trên iPad. Rồi, thế để cô kiểm tra trên đó nhé. Em trình bày đi. Em thưa cô là những nét cơ bản về cuộc đời sự nghiệp văn học của tác giả Vũ Trọng Phụng. Thứ nhất là về tác giả, về cuộc đời. Vũ Trọng Phụng sinh năm 1912, mất năm 1939, sinh tại Hà Nội trong một gia đình nghèo. Ông sống chật vật bấp bênh bằng nghề viết văn, viết báo chuyên nghiệp. Vào khoảng năm 1937 đến năm 1938, Vũ Trọng Phụng mắc bệnh lao nhưng không qua khỏi, không có điều kiện chạy chữa, vì vậy là ông mất tại Hà Nội. Thứ hai là về sự nghiệp văn học. Thì ông có truyện đăng báo từ năm 1930. Vũ Trọng Phụng chứng tỏ là một cây bút với sáng tạo dồi dào và một khối lượng tác phẩm đồ sộ. Sáng tác của ông toát lên nỗi căm phẫn xã hội đen tối thối nát lúc bấy giờ và đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Các tác phẩm chính của ông, thứ nhất là phóng sự, ví dụ, điển hình như là Cạm Bẫy Người, Cơm Thầy Cơm Cô, là Kỹ Nghệ Lấy Tây, tiểu thuyết như là Giông Tố, Số Đỏ hay là Vỡ Đê.
Em với cô là em xin trình bày hết ạ. Các bạn đã nhìn thấy phần trình bày của bạn Thảo rồi đúng không ạ? Và bây giờ cô mời một bạn có ý kiến nhận xét phần bạn Thảo vừa mới trình bày về tác giả này, về cuộc đời, Vũ Trọng Phụng, sự nghiệp văn học. Thì bạn cũng đã nêu được các tác phẩm chính rồi đặc điểm trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng. Có bạn nào có nhận xét bổ sung cho bài của bạn không ạ? Cô mời bạn Tô Phương nào. Cô mời Tô Phương. Em thưa cô, em chỉ bổ sung thêm cho bạn một chỗ là Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là vua phóng sự đất Bắc rồi ạ. Được rồi, cô cảm ơn em. Thế như vậy là qua việc mà bạn Thảo trình bày và cái nội dung này cũng có rất là rõ ràng trong sách giáo khoa rồi, thì các em chú ý cho cô là tất cả các bạn đều đã hoàn thiện vào vở viết, bởi vì cô đã giao cái phần này cho các bạn ở nhà trước khi diễn ra tiết học rồi, đúng không ạ? Vậy thì các bạn đều hoàn thiện hết rồi đúng không? Và cô giáo đến 11 giờ đêm hôm qua cô kiểm tra là tất cả các bạn đã nộp ở trên đó rồi, và cũng có nhận xét như sau ạ. Nhiều bạn thì làm đúng theo cái hướng dẫn của cô đã nói là hướng dẫn các bạn là phải làm đúng như thế này, thì khi mà mình bổ sung kiến thức mình sẽ bổ sung sang cái cột này, và bạn Thảo cũng đã theo cái hướng dẫn của cô. Nhưng bên cạnh đó thì còn có một số bạn là trình bày bài vẫn còn cẩu thả nhá, ví dụ như là bạn Anh Linh này, và có bạn Văn nữa là còn chưa xong bài và viết không theo cái bố cục mà cô hướng dẫn đâu, thì các bạn rút kinh nghiệm giờ xong chưa ạ? Thế thì qua việc mà bạn Thảo trình bày thì ta lưu ý cho cô là Vũ Trọng Phụng có một cái cuộc đời rất là nghèo khổ và bất hạnh. Để ông sinh ra trong một gia đình nghèo truyền kiếp, và Vũ Trọng Phụng sống chỉ có 27 tuổi thôi. Thế nhưng mà sự nghiệp văn học của ông thì để lại khá là đồ sộ. Và ông mất lúc mà sự nghiệp văn học đang độ chín và rất là trẻ, và cũng chết là do bệnh tật. Thì các em chú ý cho cô là đấy là về cuộc đời của tác giả Vũ Trọng Phụng, ngoài những cái mà các em đã được đọc ở trong sách giáo khoa và liệt kê ra vở ghi của mình, thì các em lưu ý cho cô như vậy nhé. Thế còn sự nghiệp văn học thì bạn cũng đã nói rồi, có chuyện đăng báo từ rất là sớm đúng không? Đấy. Với cái khối lượng tác phẩm khá là đồ sộ, và chúng ta lưu ý cho cô. Và đây bạn Thảo cũng đã nói được rất là rõ ràng, sáng tác của Vũ Trọng Phụng đã toát lên cái nỗi căm phẫn đối với xã hội đen tối thứ nhất bấy giờ, và đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển văn xuôi Việt Nam hiện đại. Đó là phần trình bày của bạn Thảo, và cái kiến thức này cũng đã rất cụ thể trong sách giáo khoa, và các bạn cũng đã hoàn thiện được vào vở của mình. Và cô giáo cũng lướt cái phần này rất nhanh thôi, được chưa? Thì thế này các em đã có hết rồi. Là nội dung thứ hai trong cái phiếu học tập thứ nhất, các bạn cần phải hoàn thiện cho cô đó là gì ạ? Mời một bạn hãy hoàn thiện cái nội dung thứ hai trong phiếu học thứ nhất là tìm hiểu cho cô về hoàn cảnh xuất xứ, tóm tắt giá trị nội dung và nghệ thuật của tiểu thuyết số đỏ.
Bạn nào có ý kiến ạ? Nào, cô mời bạn Yến ạ. Cô mời Yến. Em trình bày bằng bản nào đấy? Em xin lỗi cô ạ. Được rồi. Dạ cô thấy em trình bày rồi. Em thưa cô và các bạn thấy bài trình bày của em chưa ạ? Em trình bày đi, cô chưa thấy đâu. Được chưa Yến? Mẹ em hơi vấn đề không chia sẻ em được. Thôi được rồi. Thế thì Yến chuẩn bị tiếp tục sang đến phần sau nhé. Hải An nào. Cô thấy bạn Hải An đang có tín hiệu giơ tay, cô mời Hải An ạ. Hải An trình bày đi em. Vâng, em đang xem màn hình. Khẩn trương nhá. Như cô là phần hai tiểu thuyết số đỏ, phần thứ nhất là phần A là hoàn cảnh xuất xứ, là tiểu thuyết được viết và đăng báo năm 1936 và in thành sách năm 1938 ạ. Phần tóm tắt của tiểu thuyết số đỏ là tiểu thuyết số đỏ xoay quanh cuộc đời của Xuân Tóc Đỏ, một đứa bé mồ côi chỉ có thể lang thang nơi đầu đường xó chợ, cực khổ. Xuân phải trèo me trèo suất để kiếm cơm qua ngày, cũng chính bởi phải ra đời khi nhận thức chưa hoàn thiện, Xuân đã bị tha hóa và từng bị cấm bắt. Sau này cậu được bà Phó Đoan được ví là mụ me Tây dâm đãng cứu và đem lại một cuộc công việc ổn định cho Xuân. Từ đó Xuân Tóc Đỏ tham gia vào những hoạt động cải cách xã hội, hội từ đây và được mọi người kính trọng trở thành giáo sư. Hải An ơi, bạn trình bày cái phần đó vừa nói vừa trình bày cho cô đi, sao không thấy hiện ra chữ thế nhỉ? Em vẫn đang trình bày mà cô, nhưng mà cô không thấy hiện. Rồi có thấy chữ gì ạ? Được rồi đấy ạ. Hình như em trình bày thì nó không có. Được rồi, em nói tiếp. Em nói tiếp đi. Cô phần thứ ba là nội nghệ thuật và nội dung của tác phẩm, thì nội dung của tác phẩm là tác phẩm đã mở ra khung cảnh đám ma hoành tráng to tát sau cái chết của cụ tổ Cố Hồng, và phác họa thành công đầy ám ảnh những bức chân dung của những người trong gia đình cũng như chân dung của những người ngoài tang quyến, mà mỗi người hiện lên với dáng vẻ và theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Qua đoạn trích người đọc thấy được bản chất lố lăng đổi bại của xã hội thượng lưu thành thị những năm trước cách mạng, năm tháng 8 năm 1945, và phản ánh thực trạng sang suy đồi về đạo đức của một số bộ phận tầng lớp tư sản thượng lưu Hà Thành do chạy theo phong trào văn minh Âu Hóa. Qua đó tác giả đã bày tỏ thái độ căm phẫn đối với thói giả dối đạo đức trong gia đình và xã hội tư sản thành thị lúc bấy giờ, báo động về tình trạng đạo đức suy đồi trong xã hội đó. Những giá trị truyền thống tốt đẹp. Còn phần thứ hai là phần nghệ thuật trào phúng xuống sâu cay tình huống nhân vật và cảnh tượng được bộc lộ suy nghĩ bản chất đối với khốn nạn của xã hội thượng lưu thối nát, cách sử dụng biện pháp
phóng đại cường điệu, đặt tên gọi nhân vật, gọi đồ vật hài hước, hước kết hợp với cả cảnh và vận cảnh, giọng điệu xen những đoạn dí dỏm mỉa mai. Ô Phật, làm đến đây là hết rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Có bạn nào có ý kiến bổ sung cho cái phần trình bày của bạn An không ạ? Chúng ta đã theo dõi phần bạn An trình bày rồi. Vậy thì có bạn nào có ý kiến bổ sung không? Em có nhận xét gì không ạ? Cô mời Thức nào. Nếu có thì em có bổ sung cho bạn thêm là về phần hoàn cảnh lịch sử của ra đời của tiểu thuyết Sổ Đỏ ạ. Rồi. Thì là được hoàn thành sáng tác và tiểu thuyết được viết năm 1939, năm đầu của mặt trận Đông Dương, khi không khí đấu tranh dân chủ sôi nổi và chế độ kiểm duyệt đã được bãi bỏ. Các nhà văn đã công khai mạnh mẽ và trần thực chất khối nát, giả dối, bịp bợm của phong trào Âu hóa, được bọn thống trị khuyến khích và lợi dụng ạ. Rồi. Còn gì nữa không em? Em nhìn vào cái giá trị nội dung và nghệ thuật mà bạn đã nói, là bạn đã nêu cái giá trị nội dung nghệ thuật của tiểu thuyết Sổ Đỏ như vậy đã đầy đủ hay chưa, đã được hay chưa ạ? Theo dõi vào cái phần nội dung mà bạn trình bày, tức là cái giá trị nội dung ấy, em thấy thế nào? Thấy bạn tương đối đầy đủ cả. Tương đối đầy đủ. Tôi cũng cảm ơn bạn Thức. Các bạn khác sao ạ? Có ý kiến không? Các bạn không có ý kiến nữa à? Chúng ta đều nhất trí với cái việc trình bày của bạn An và phần bổ sung của bạn Thức đúng không? Vậy thì cô sẽ có một cái nhận xét như sau. Các em lưu ý cho cô là cô hỏi đã hỏi giá trị nội dung của tác phẩm Sổ Đỏ, chứ không phải là hỏi cái giá trị nội dung của đoạn trích Hạnh Phúc của một tác gia, đúng không ạ? Yeah, vậy thì các bạn phải lưu ý cho cô cái phần nội dung á, của tác phẩm Sổ Đỏ thì bạn An, phần trình bày của An mới xoay quanh cái đoạn trích Hạnh Phúc của tác gia thôi. Về hoàn cảnh xuất xứ thì bạn nói được rồi, và bạn Thức cũng đã bổ sung, tức là cái hoàn cảnh ra đời sâu hơn đấy, đúng không? Cái phần tiểu thuyết Sổ Đỏ, cái này thì bạn An cũng đã nói được, nhưng cô giáo muốn lưu ý cho các bạn cái phần giá trị nội dung. Thế còn cái phần tóm tắt ý, là các bạn nhớ này, cô giáo đã sơ đồ hóa một chút, tức là những cái rất là cơ bản để các em dễ nhớ nhất. Đấy. Tác phẩm nói về nhân vật nào đây? Xuân Tóc Đỏ này, là một đứa trẻ mồ côi vô học sống bằng nhiều nghề và được mẹ Tây Dân Đảng Phó Đoan giới thiệu đến làm ở tiệm may Âu Hóa, và được vợ chồng Văn Minh và những người trong gia đình tung hô, đúng không? Thì hắn đã gì trở thành Dr. Xuân, rồi trở thành nhà cải cách xã hội, rồi trở thành giáo sư quần vợt, rồi chấn hưng Phật giáo, và cuối cùng trở thành anh hùng cứu quốc. Các em chú ý, đấy là những cái mà cô muốn cho các bạn cái sơ đồ như thế để các bạn dễ nhớ nhất. Còn sang phần nội dung, giá trị nội dung thì chú ý cho cô nhé. Tác phẩm đả kích một cách sâu cay xã hội tư sản thành thị đang chạy theo cái lối sống văn minh dở, hết sức lố lăng đổi bại đương thời. Đấy là về giá trị nội dung, các em lưu ý. Thế còn giá trị nghệ thuật thì bạn An cũng đã nói được đôi nét ở trình độ tiểu trong tác phẩm. Thì tác giả đã thể hiện trình độ tiểu thuyết già dặn với bút pháp chân biến sắc sảo, và đó là nghệ thuật cường điệu này, sử dụng lối nói ngược, nói móc, xây dựng nhiều tình tiết chi tiết đối lập nhau gay gắt trong từng chân dung nhân vật. Và lát nữa ta đi tìm hiểu chân dung của các nhân vật thì ta sẽ thấy rất rõ điều này. Và tác giả xây dựng các nhân vật điển hình mang tính chất ký họa. Và vẫn trong phần tìm hiểu chung thì các bạn sẽ cho cô tìm hiểu cho cô đoạn trích Hạnh Phúc của một tác gia. Thứ nhất là vị trí và xuất xứ, thì cái này cô giáo cũng đưa các bạn chuẩn bị rồi, đúng không? Và các em sẽ thấy được là trong sách giáo khoa cũng nói rất rõ
Đoạn trích là chương 15 của tiểu thuyết Số Đỏ. Và phần tóm tắt đoạn trích thì các bạn cũng đã đọc, và cô giáo cũng có một cái phần tóm tắt nhỏ đó, cho các bạn nhớ được những cái chi tiết cơ bản thôi. Đó là gì ạ? Cụ tổ bị ốm nặng, cả đám con cháu mong cụ chết sớm. Và chỉ vì một câu nói của Xuân tố cáo trước mặt mọi người và cụ tổ rằng ông Phán, chồng cô Hoàng Hôn, cháu rể của cụ cố tổ là một người chồng mọc sừng, nên là cụ tổ đã uất quá mà chết. Và cả gia đình đã nháo nhào lên chuẩn bị cho một đám ma chu đáo nhất, cảnh một đám ma to nhất, một đám ma gương mẫu diễn ra đất Hà Thành. Thế thì Cam lưu ý cho cô là về bố cục của đoạn trích, cô giáo cũng đã giao nhiệm vụ cho các bạn đọc và tìm hiểu. Vậy thì bây giờ cô mời một bạn thể hiện cái việc tìm hiểu bài đó ở nhà như thế nào. À, thì các bạn ai có ý kiến ạ? Mời một bạn có ý kiến phát biểu cho cô ạ. Bạn nào xung phong chia bố cục của đoạn trích? Các bạn khác sao ạ? Cô mới thấy bạn Thức, bạn Thảo. Cô mời mẹ em. Em giúp cô là em chia bố cục làm 3 phần. Phần 1 là từ đầu đến gây ra cho Tuyết nhiều bệnh, là nội dung là sự vui mừng của cả gia đình Tuyết trước cái chết của cụ tổ cố Hồng. Phần 2 là tiếp theo đến đám cưới đi, cảnh lố bịch của đám ma kiểu mẫu. Còn phần 3 là phần còn lại, cảnh người đi dự đám. Rồi, cô cảm ơn bạn Mai Anh. Có ai có cách chia bố cục khác không ạ? Bạn Mai Anh chia bố cục của văn bản thành 3 phần. Có ai có cách chia khác không? Cô mời Quỳnh Anh ạ. Thưa cô, em chia khác bạn một chút là em chia thành 2 phần. Phần 1 là từ đầu đến đã gây ra cho Tuyết vậy, là nội dung là niềm vui sướng hạnh phúc của những người trong và ngoài tăng quyến. Phần 2 là còn lại là cảnh đám tang gương mẫu ạ. À rồi, như vậy là chúng ta sẽ đã có hai bạn chia theo hai cách. Bạn Mai Anh thì chia làm 3 phần, còn bạn Quỳnh Anh thì chia làm 2. Vậy thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng nào? Bạn Mai Anh chia như vậy cũng được, không vấn đề gì cả đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta gộp vào 2 phần như của bạn Quỳnh Anh đúng không? Thì chúng ta rất là dễ để chúng ta tìm hiểu nhé. Phần 1 là từ đầu cho đến gây ra cho Tuyết vậy, đó là niềm vui của những thành viên trong gia đình và mọi người khi cụ cố tổ qua đời. Phần 2 là phần còn lại, cảnh một đám ma gương mẫu. Và bây giờ ta sẽ vào phần 2 lớn, phần đọc hiểu văn bản. Thứ nhất, ta tìm hiểu cho cô ý nghĩa nhan đề của đoạn trích. Phần này cô giáo cũng đã cho các bạn chuẩn bị một câu hỏi. Em hãy cho biết ý nghĩa nhan đề của đoạn trích. Cô mời... cô mời Phương Linh nào. Cô mời Phương Linh. Dạ, còn cô đợi em chia sẻ hình ạ. Cô có các bạn thấy chưa ạ? Cô chưa thấy phần em chia sẻ đâu. Em đã chia sẻ rồi ạ. Các bạn đã thấy chưa? Em chưa thấy ạ. Các bạn thấy phần bạn Linh chia sẻ chưa? Chưa. Cô cũng chưa thấy mà. Cô chưa thấy Linh ạ, Linh xem à. Vâng, bởi vì là mạng em nó hôm nay nó bị hết kìa. Thế thì em thấy ạ. Rồi. Được chưa Linh? Chưa được đúng không?
Giờ Linh vừa làm vừa nói cho cô đi. Được rồi ạ. Được rồi nhưng mà chữ nó chưa chạy. Vâng ạ. Thưa cô là về ý nghĩa nhân đề thì ở đây là hạnh phúc của một tang gia. Hạnh phúc thì có nghĩa là vui mừng và sung sướng. Ngược lại với tang gia là đau buồn thương tiếc. Ở đây chúng ta thấy là một mâu thuẫn nghịch lý. Nhan đề thì kỳ lạ, giật gân, gợi sự hấp dẫn cho độc giả. Và tang gia ở đây như một ngày hội của đám ma, gợi giá trị mỉa mai, xem biếm đả kích mạnh mẽ. Hai trục của mâu thuẫn, hạnh phúc và tang gia sẽ được triển khai suốt chương truyện này. Và trên đó chúng ta sẽ thấy được những chân dung kỳ họa xuất sắc của tác giả. Và như vậy là ngay từ nhan đề đã hé mở được một điều gì? Linh nhỉ? Cô là ngay từ nhan đề đã hé mở được sự mâu thuẫn và nghịch lý. Mâu thuẫn và nghịch lý chúng ta thấy rất là khác thường, đúng không? Hạnh phúc lại đi liền với tăng gia. Và hai cái khái niệm này thì hoàn toàn trái ngược nhau. Và rất là tiếc ở phần trình bày cái bản để cho các bạn nhìn thì bạn Linh này cũng chưa thể hiện ra, nhưng bạn cũng đã có cái câu trả lời tốt rồi, đúng không ạ? Các em lưu ý cho cô được rồi. Linh bỏ phần trình bày của mình đi. Em trở lại đi. Và các em chú ý cho cô nhé. Cái nhan đề của sao bạn Văn bây giờ mới vào lớp vậy Văn nhỉ? Cô cho em bất vừa mẹ chủ chặt tại không tiêu tiền không gọi được. Rồi cái nhân đề của chương truyện các em lưu ý cho cô nhắc lại một chút để cho các bạn nhớ được. Dạ, hạnh phúc đấy, tăng gia, hai cái khái niệm này hoàn toàn khác nhau, nhưng ở đây lại là hạnh phúc đi liền với tăng gia. Hạnh phúc là thể hiện niềm vui sướng, còn tang gia là nói một gia đình có tang. Các em chú ý cho cô. Vậy thì ở đây hạnh phúc, các em chú ý nhé, là một cái trạng thái tâm lý thường xuất hiện khi con người đạt được những cái điều mà mình mong muốn, mình mơ ước trong cuộc sống. Còn tang gia là gia đình có tang. Đám tang thì bao giờ cũng là một cái sự kiện mang tính chất bi kịch. Nó là chuyện buồn vì gắn liền với đau thương, với mất mát. Nỗi đau đớn trước cái chết của người thân và đồng loạt là một tình cảm tự nhiên, xúc động và đầy nhân tính. Và nó thể hiện sự cao quý trong tâm hồn, trong nhân cách con người. Vậy thì mâu thuẫn trào phúng đã được xuất hiện khi hạnh phúc lại xuất phát từ tang gia ở nhân đề này. Đấy nhá. Thế và đám tang và lại nhộn nhịp mà lại tưng bừng, đó là sự trái với tự nhiên, trái với lẽ thường, và cũng là tình huống để tạo nên tấn bi hài kịch của nhân tình thế thái, của đạo lý luân thường. Khi mà cái chết cũng trở thành đại hỷ, tang tóc lại trở thành niềm vui trong sự chờ đợi, mong mỏi của đám con cháu. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc của một gia đình vô phúc. Vậy thì sau tiêu đề mâu thuẫn trào phúng đã được nhà văn miêu tả rất cụ thể qua chân dung của các thành viên trong gia đình và ngoài tang quyến khi mà cụ cố tổ qua đời. Ta sang nội dung thứ hai là niềm hạnh phúc của mọi người trước cái chết của cụ cố tổ. Ai nhỏ cho cô là nguyên nhân của niềm vui? Cô có một câu hỏi như thế này ạ. Người chết ở đây là ai? Vì sao nhà có người chết mà cả gia đình này lại vui sướng, hạnh phúc? Câu hỏi này cô cũng đã cho các bạn chuẩn bị ở nhà rồi, giao nhiệm vụ cho các bạn ở nhà rồi. Bạn nào có ý kiến ạ? Bạn nào cho cô câu trả lời ạ? Nào có bạn nào giơ tay không? Cô kiểm tra một bạn nhá. Cô mời bạn Tô Phương nào. Tô Phương, bài cô trình bày cho em đây rồi. Em nói lại cái phần đó cho cô. Rồi. Nào, Tô Phương. Em thưa cô, niềm vui chung là
em thưa cô, nguyên nhân của niềm vui là em thưa cô, người chết ở đây là cụ Cố Tổ, là cha của cụ Cố Hồng, là người đứng đầu gia đình Văn Minh Âu Hóa. Ở nhà có người chết mà cả gia đình lại vui sướng hạnh phúc vì cụ có khối tài sản khổng lồ, và cụ đã biết di chúc chỉ được chia tài sản khi cụ đã qua đời, và vì thế ai cũng mong muốn cụ chết. À, nên là cả gia đình cụ Cố Tổ đều gì mong muốn cho cụ gì chết càng nhanh càng tốt, đúng không? Như vậy là cái chết của cụ đã đem lại niềm vui cho mọi người, đặc biệt là những người trong gia đình. Thế thì em lưu ý cho cô là đấy, nguyên nhân của niềm hạnh phúc thì bạn Phương cũng đã trình bày, cái chết của cụ Cố Tổ đã đem lại niềm vui cho đám con cháu. Là người đứng đầu cái gia đình được gọi là Văn Minh Âu Hóa đã chết, và cụ già hơn 80 tuổi, có một gia tài rất là giàu có, tích xù. Và cụ đã viết chúc thư để lại là chỉ được chia gia tài khi cụ đã qua đời. Nên là đám con cháu ai cũng mong cụ chết cho thật nhanh. Vậy thì cái chết của cụ đã đem lại ý nghĩa. Và các em lưu ý cho cô là đã có lần cụ đã làm cho đám con cháu hụt hẫng, thất vọng khi chúng tan hóa kiếp cụ bằng thứ thuốc thánh được trộn lẫn giữa cha nước rượu và mấy cọng thầy là mà cụ lại không chịu chết. Và lần này thì cụ chết thật. Cái chúc thư kia không còn là lý thuyết Việt hơn nữa, mà đã rơi vào thời kỳ thực hành. Vậy đám con cháu của cụ Cố sắp được chia nhau cái gia tài kích xù cụ để lại. Như vậy, cái chết của cụ đã đem lại niềm vui không xiết cho đám con cháu đang chờ trực để tổ chức đám ma. Và các em thấy rằng cái điều đó đã được thể hiện rất cụ thể, thể hiện rất cụ thể nhé, ở trong chương truyện. Và sau cái tiêu đề thì mâu thuẫn trảo phúng được nhà văn miêu tả cụ thể sinh động sắc sảo trong diễn biến của đám tang, và đó là mâu thuẫn giữa bất hạnh và hạnh phúc, giữa khổ đau và sung sướng, giữa sự trang nghiêm và thành kính với sự bát nháo nhố nhăng bao trùm lên. Đó là mâu thuẫn giữa cái tự nhiên cần có của luân thường đạo lý với những biểu hiện trái tự nhiên trong thực tế của đám tang. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô niềm vui của các thành viên trong gia đình cụ Cố Tổ khi cụ qua đời. Phần này cô cũng đã cho các bạn chuẩn bị một cái câu hỏi. Trước hết là ta sẽ tìm hiểu cho cô niềm vui chung của các thành viên trong gia đình. B là niềm vui của các thành viên trong gia đình rồi này. Và bên cạnh cái niềm vui riêng của các thành viên trong gia đình thì họ đều có niềm vui chung. Vậy thì câu hỏi của cô là tất cả mọi thành viên trong gia đình của Cố Tổ đều có niềm vui chung khi cụ qua đời. Vậy niềm vui đó là gì? Cô mới nhìn thấy tín hiệu trả lời của bạn Thức Thảo, Mẹ Anh. Còn các bạn khác ạ? Còn các bạn khác thì sao? Bạn nào nữa? Cô mời bạn bạn Trung nào. Cô mời bạn Trung nào. Em thưa cô, em làm, em nộp bài cho cô ở trên Avota nhỉ? Vâng ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài của bạn Trung ạ. Mạng chậm quá, lát hơi lâu.
Rồi chung trình bày cho cô đi. Em thưa cô, niềm vui của các thành viên trong gia đình, niềm vui chung là được chia những người trong gia đình. Cái chết của cụ cố tổ chính là niềm vui đợi mong đợi mòn mỏi của các thành viên trong gia đình. Niềm vui riêng của mỗi thành viên trong đại gia đình. Chung nhá, chung nhớ cho cô mới hỏi chung là niềm vui chung của những người, của các thành viên trong gia đình đã. Chưa sang niềm vui riêng đâu. Bây giờ cô cho các bạn đâu cái phần đó của chung ở đâu nhỉ? Niềm vui chung nhá. Tất cả mọi người đều có niềm vui. Và bên cạnh niềm vui riêng thì có niềm vui chung. Cô xem bài làm của bạn Trung trình bày chỗ nào nhỉ? Trung hình như là quên cái phần đó rồi. Đúng không? Em trình, em ở đây em cũng chuẩn bị luôn là niềm vui riêng đây này. Chưa thấy cái Trung. Nhớ lần sau đọc câu hỏi cho rõ nhé. Được rồi, cô mời bạn Chu Tuyết nào. Cô mời Chu Tuyết ạ. Thưa cô, niềm vui chung của mọi người trong gia đình là được chia tài sản cách xù và cụ để lại. Họ vô cùng tưng bừng vui vẻ. Thuê xe đá ma tạo ra một đá ma tưng bừng. Rồi. Bây giờ lấy ra được bài cô. Xem nào, bạn nào nào. À, đây rồi. Bạn đã nói này. Tất cả mọi người trong gia đình cụ cố tổ đều có niềm vui khi cụ qua đời. Đó là được chia gia tài và cụ thể là họ đã thể hiện cái niềm vui ấy là gì ạ? Họ tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, họ náo nức gọi thường kèm, họ tíu thít tít đi thuê xe đám ma, tạo ra một đám ma trong không khí tưng bừng. Đấy là phần mà bạn viết là có ai bổ sung gì không ạ? Có ai bổ sung gì cho bạn không? Hay chúng ta đều nhất trí với câu trả lời của bạn? Chúng ta đều nhất trí đúng không ạ? Vậy thì cô lưu ý với các bạn là đúng rồi. Tất cả những thành viên trong gia đình của cụ cố tổ khi mà cụ qua đời thì họ đều có niềm vui đó là được chia ra tài. Cho nên là gì ạ? Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng. Cái chết của cụ đã làm cho niềm hạnh phúc phấn khởi bùng lên mạnh mẽ sau rất nhiều lần hụt hẫng, chờ đợi. Nên là tất cả đám con cháu của cụ ai ai cũng sung sướng thỏa thích. Nên là họ tưng bừng vui để đi đưa giấy cáo phó, họ náo nức gọi phường kèn, họ tính tiếp theo xe đám ma, ai ai cũng vui mừng phấn chấn. Nên đã tạo cho đám tang một không khí tưng bừng như chuẩn bị vào ngày hội lớn. Như vậy, đến đây cô bổ sung cho các bạn một chút là chúng ta phải nhận xét, sau khi tìm hiểu rồi thì các bạn phải nhận xét cho cô. Vậy vì sao mà những con người này lại như vậy? Trước cái chết của người thân mà họ lại dửng dưng thờ ơ, họ lại vui vẻ, họ lại náo nức, họ lại chờ đợi cái chết này lâu lắm rồi. Chúng ta thấy là gì? Nó trái ngược với luân thường đạo lý. Em chú ý cô. Vậy thì đồng tiền đã chi phối tình người và đạo lý. Và cái cách mà họ bộc lộ thì các em thấy bề ngoài thì đúng, thực chất nhìn vào là tăng ra bố rối. Bởi tất cả mọi người đều tất bật, đều lo lắng, đều bận rộn. Nhưng thực chất bên trong thì họ sung sướng, họ thỏa mãn, họ thỏa mãn. Và từ đó cũng cho ta thấy các giả cũng trọng tụng đã hé mở chân dung của một đại gia đình bất hiếu, suy thoái về đạo đức bởi đồng tiền và danh vọng. Tác giả đã
sử dụng cái nghệ thuật để viết lên những cái câu văn trong các phần trong đại trích cũng đã tác giả nói rất là rõ phần này, đúng không? Em chú ý cho cô nhé. Cái chiếc kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Đấy, ông Phá Mộc Sừng đã được cụ Cố Hồng nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia cho con gái và con rể thêm một số tiền là vài nghìn đồng. Rồi chính ông ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi xử như vô hình trên đầu ông lại to đến như thế. Thế rồi là tất cả bọn con cháu trong nhà, các em thấy cứ la ó lên rằng phái giả chậm chạp. Tất cả mọi người đều mong được phát phục này, rồi mong cái đám tang ấy diễn ra thật nhanh bằng cái việc mà tác giả Vũ Trọng Phụng tạo ra những mâu thuẫn trào phúng bởi cái nghệ thuật đối lập đặc sắc, rồi thủ pháp phóng đại, rồi ngôn ngữ trào phúng. Và điều này cũng được thể hiện rất rõ trong chân dung của các thành viên trong gia đình. Và cụ thể đó là bên cạnh niềm vui chung của các thành viên trong đại gia đình của ông tổ thì mỗi người lại có một niềm vui riêng khác nhau. Phần này cô giáo cũng đã cho các bạn chuẩn bị bằng một cái các phiếu học tập và câu hỏi. Thì tiết này chúng ta dừng ở đây và đến tiết sau các em nghỉ ngơi 20 phút nhưng mà vào trước 5 phút cho cô nhé. Thì đến tiết sau chúng ta sẽ học tiếp. Trân trọng mời các thầy cô và các em nghỉ ạ.